Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải nông thôn đã và đang trở thành vấn đề bức thiết tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, đặc biệt là sau khi ban hành nghị quyết 139 về giải quyết ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đến nay, nhiều địa phương đã tích cực chủ động trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đặc biệt là việc từng bước nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân. Tháng 10 năm 2016, tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết số 139. Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng tạo bước ngoặt trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sau nghị quyết 139, ngày 11 tháng 5 năm 2017, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành kết luận 43 về giải quyết những vấn đề nổi cộm trong xử lý môi trường nông thôn. Ngay sau khi kết luận được ban hành, các đồng chí trong Ban Thường vụ đã đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương. Tại đây, những vấn đề tồn tại trong xử lý rác thải đã được các đồng chí trong Ban Thường vụ chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức ra quân xử lý 246 điểm tồn lưu rác thải, khơi thông, nạo vét trên 2.400 km cống rãnh, mương thoát nước thải, trồng và chăm sóc 500 km đường hoa, 366 công trình bảo vệ môi trường, được triển khai, lắp đặt 35 rào chắn rác trên các tuyến kênh. Các huyện, thành phố đã có 1.755 hương ước, quy ước có nội dung bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn. Việc quản lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi được quan tâm thực hiện. Công tác thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã được triển khai. Toàn tỉnh có 1.124 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Công tác đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm. Đến nay có 40 trên 5 khu công nghiệp bằng 80% có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Có thể nói, trong 2 năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có bước chuyển biến và đạt một số kết quả bước đầu quan trọng. Chất lượng môi trường được cải thiện đáng kể, những vấn đề bức xúc, điểm nóng về môi trường từng bước được kiểm soát và tập trung giải quyết. Cụ thể hóa nghị quyết của tỉnh ủy, trong thời gian qua, các địa phương đã đầu tư ứng dụng công nghệ mới trong việc xử lý rác thải tại chỗ, từng bước giải quyết có hiệu quả vấn nạn ô nhiễm môi trường nông thôn. Công trình lò đốt rác tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn được xây dựng từ tháng 5 năm 2017 với quy mô trên 1.000 m2. Công suất thiết kế của lò có thể xử lý 750 kg rác thải một giờ. Công trình có tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Đây là công trình lò đốt rác đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt quy chuẩn 61 về môi trường. Từ khi công trình lò đốt rác của xã Thanh Hải đi vào vận hành đã giải quyết dứt điểm tình trạng ùn ứ rác thải trước đây. Hiện nay nhân dân rất là đồng tình và đồng thuận với cái nổ rác của tôi, mà nổ rác của tôi thấy là hoạt động như này là rất là có hiệu quả. Với cái ban đầu của tôi đặt ra là thực sự ra là chúng tôi thấy là rất là yên tâm với cái này và rất nhân dân rất hài lòng và đồng thuận. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xử lý rác thải, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Việt Tiến, huyện Việt Yên đã xây dựng quy chế thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Ngoài việc duy trì thực hiện ngày Chủ nhật xanh trên toàn xã, thì các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã cùng các đoàn thể phải thực hiện ít nhất 2 giờ đồng hồ phân loại và xử lý rác thải tại lò đốt rác của xã. Mỗi một tuần là chúng tôi tổ chức cho các đồng chí bí thư, trưởng thôn và cán bộ xã, đảng viên là thu gom vào ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật hàng tuần là tổ chức thu gom, và những cái điểm tồn lưu phát sinh rác thải thì từ sau khi thực hiện nông thôn mới chúng tôi đã xóa bỏ được 8 điểm, và đến bây giờ thì trên địa bàn xã có một cái lò đốt rác, thì việc xử lý rác thải trên địa bàn xã gần như là người dân, ý thức của người dân đã chấp hành tương đối tốt. Hầu như là rất là chị em phụ nữ đi đường kể thấy một hai cái rác cũng nhặt cho gọn vào bao. Thế mà rác trong gia đình vậy, chúng tôi sẽ phân chia từng loại. Ví dụ như là những cặng rau là chúng tôi đổ ao. Thế còn những cái mà hoa quả là chúng tôi chôn vùi lấp để thành vi sinh. Thế còn những cái mà không hủy được thì chúng tôi sẽ đưa ra lò để đốt rác. Thế rất là hợp vệ sinh. Cùng với việc quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng trong việc xử lý rác thải nông thôn, nhiều địa phương cũng đã có những cách làm sáng tạo để bảo vệ môi trường, trong đó có phong trào xây dựng những tuyến đường hoa. Với sự tham gia nhiệt tình của cán bộ hội viên cũng như là cái lợi ích mà con đường hoa mang lại, đó là cái giảm thiểu, đặc biệt là đến thời điểm hiện tại là không còn cái tình trạng đổ rác thải, phế thải bừa bãi tại cái khu vực trồng hoa nữa. Con đường này trước đây là bãi tập kết rác thải tự phát trên địa bàn xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên. Thế nhưng, nay đã trở thành con đường hoa rực rỡ với đủ các loài hoa.
Trước kia thì chưa có đường hoa thì bà con cũng rất vất, sau khi sản xuất là vất rất bừa bãi lên đường. Thế nhưng sau khi mà có cái đường hoa thì bà con ý thức rất là cao, từ sau khi sản xuất hoặc là thu gom rác thải cũng như là các cái sử dụng các cái sản xuất đến liên quan đến gần đường hoa thì bà con đều thu gom và nhặt để vào thành đống để sau vận chuyển đi. Và ý thức trách nhiệm của bà con rất là cao đối với xây dựng cái con đường hoa của địa phương. Nếu như không có cái con đường hoa này cũng có thể là một cái hộp sữa buổi sáng hay là một cái vỏ hộp xôi cũng lẳng ra dãy đường vô tư, nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ thì mọi người từ người lớn cho đến trẻ con đều là có ý thức hơn để bảo vệ môi trường. Là huyện đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, ngoài các tiêu chí khác, tiêu chí về môi trường được huyện Việt Yên đặc biệt quan tâm. Toàn huyện không còn điểm tồn lưu rác thải tự phát. Muốn làm tốt được công tác vệ sinh môi trường thì phải có sự đồng lòng của toàn thể nhân dân. Không, thực ra thì rác thì cũng từ sinh hoạt, rác sinh hoạt thì cũng từ các hộ dân mà ra, và thu gom vẫn phải là các hộ dân. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân nâng lên thì cái công tác vệ sinh môi trường sẽ được nâng lên. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về phía chính quyền thì phải xác định các cái vị trí để mà thu gom tập kết. Thứ ba nữa là cái việc xử lý phải kịp thời, không để những cái tồn lưu đọng lại thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường. Nỗ lực đáng ghi nhận của tỉnh Bắc Giang trong giải quyết ô nhiễm môi trường đó là việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Tập trung xác định những vấn đề nổi cộm bức xúc cần quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo đột phá trong xử lý môi trường, tạo những chuyển biến lớn trong nhận thức, hành động, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong các tầng lớp nhân dân. Với những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường, tỉnh Bắc Giang đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2020 tiếp tục thực hiện và quyết tâm hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết số 139 và kết luận số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên lãnh đạo việc rà soát hoàn thiện, bổ sung các quy định, chính sách, cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch đẹp.